Phương Oanh lần đầu khoe ảnh sánh đôi Sắc Bình, hình qua chỉnh sửa nhìn như tiên đồng ngọc nữ. Sau khi chính thức công khai hẹn hò, Sắc Bình và diễn viên Phương Oanh đã thoải mái hơn trong việc xuất hiện cùng nhau. Mới đây, Phương Oanh cùng bạn trai doanh nhân và diễn viên Quách Thu Phương cùng xuất hiện ở một sự kiện về làm đẹp. Đáng chú ý nhất, đây là lần đầu tiên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình công khai ảnh bên nhau sau khi xác nhận chuyện tình cảm. Xuất hiện tại sự kiện, Sắc Bình mặc áo sơ mi Burberry trắng, quần Âu đen và giày Louis Vuitton, còn Phương Oanh diện bộ đầm body màu xanh miên cực kỳ tôn dáng. Sự kiện còn có sự góp mặt của diễn viên Quách Thu Phương, người đóng vai mẹ chồng của Phương Oanh trong phim Hương Vị Tình Thân. Trước đó, vào ngày 26 tháng 8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Sắc Bình tình tứ với diễn viên Phương Oanh tại sân bay và cho rằng hai người đang hẹn hò. Sự việc càng rắc rối hơn khi nam doanh nhân chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ, còn diễn viên Quỳnh Búp Bê xác nhận đang hẹn hò với Sắc Bình nhưng khẳng định mình không phải là người thứ ba. Tôi không làm điều gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải giấu giếm. Trước giờ tôi luôn kín tiếng về chuyện tình cảm chỉ vì không muốn ồn ào, Phương Oanh nói. Sau khi công khai hẹn hò, Phương Oanh và bạn trai doanh nhân thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Vừa qua, cả hai đã có chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn tại Đà Lạt. Ở thành phố sương mù, cặp đôi cùng nhau đi đánh golf, người yêu còn đích thân chụp ảnh cho nữ diễn viên. Không chỉ vậy, Phương Oanh và bạn trai còn tình tứ đi xem show diễn của Trịnh Thăng Bình. Giữa thời điểm này, bà Đào Lan Hương vợ Sắc Bình liên tục có những chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, bà xã Sắc Bình cho hay trong nhiều ngày qua cô đã nhận được nhiều sự an ủi từ nhiều người phụ nữ đồng cảm với hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, cô không thể trả lời hết được vì phải cùng lúc lo cho hai đứa trẻ, cũng như việc điều hành các công ty và giải quyết vấn đề cá nhân. Đáng nói, vợ Sắc Bình cũng tiết lộ con cái của cô đã bị ảnh hưởng tâm lý vì những ồn ào của người lớn. Về chuyện của những đứa trẻ, những giây phút hồn nhiên của con mà tôi chia sẻ là sự tự động viên tinh thần chính tôi, con và gia đình. Trước những hình ảnh đầy đả kích của người lớn trong một tháng gần đây tới tận bây giờ, các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè, khổ sở, lo lắng về tương lai. Là một người trưởng thành, tôi chỉ có thể sống tích cực, thể hiện sự lạc quan để làm chỗ dựa tinh thần cho con. Vẫn phải mạnh mẽ sống và làm việc để con và gia đình yên tâm, không thể độc ác mà xoáy sâu vào nỗi đau của những người thân yêu. Đặc biệt với riêng con gái mình, tôi muốn là tấm gương bản lĩnh đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống. Vì trong tương lai, con cũng sẽ là một người phụ nữ, một người vợ và một người mẹ. Ngay lập tức, chia sẻ này của vợ Sắc Bình nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Theo đó, có người thương cảm cho tình cảnh những đứa trẻ vì ồn ào của bố mẹ. Có ý kiến lại cho rằng bà Lan Hương đang mang con cái ra để câu kéo dư luận về phía mình và khiến Sắc Bình mang tiếng xấu. Vậy sự thật về mối quan hệ của Sắc Bình và con mình ra sao giữa ồn ào tình ái? Trước đó, vào ngày 17 tháng 9, Sắc Bình cũng đã chia sẻ hình ảnh và clip chơi bowling với hai con. Trong clip, Sắc Bình thể hiện thái độ vui vẻ, thậm chí còn đập tay với con gái khi giành được điểm cao. Hình ảnh Sắc Bình chơi hết mình và dành thời gian cho con cái khiến nhiều người cảm giác được hình ảnh thân thiện vui vẻ như bất kỳ ông bố nào. Trước khi nổ ra ồn ào, Sắc Bình cũng nhiều lần chia sẻ đầy tự hào về cậu con trai của mình. Theo đó, quý tử nhà Sắc Bình biết lập trình từ 5 năm tuổi, có tới 60 phát minh khi mới 11 tuổi. Không thể phủ nhận rằng những ồn ào của người lớn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ con, nhưng cũng không thể khẳng định rằng Sắc Bình là lý do khiến các con của mình gặp vấn đề về tâm lý, trong khi ông cũng đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người bố.